Vâng, xin chào mọi người. Trước mắt mình đây đang là dòng loa Boss Q5, có 6 loa trong một, 2 loa bass, 2 loa trung, 2 loa chép. Đó, mình nhìn bên ngoài mình ghiền quá nên ngày hôm nay là mình đã mở ra rồi mình khui bass ra cho mọi người xem luôn nhé. Video này nó sẽ gồm hai phần. Phần đầu mình sẽ chia sẻ những cái tính năng, những cái chức năng đặc biệt mà dòng loa này Boss Q5 này có mà những dòng loa karaoke mini khác không có. Phần thứ hai là mình sẽ mở nhạc để mọi người xem được cái bass này nó dập như thế nào nhé. Ở sau đây có hai cái điều đặc biệt đó mọi người nè. Đấy, hai cái này mọi người thấy không? Đó, nó giống như cái loa JBL Bomb Bop đó. Rồi, ok, bắt đầu. Phần đầu tiên là mình sẽ chia sẻ những cái điều đặc biệt ở dòng loa này nhé. Bình thường mọi người đấy, những cái loa khác nếu mà gia đình chúng ta vừa mở Bluetooth lên mà tự nhiên có anh hàng xóm anh kết nối vô một cái là mình đứng chịu sầu luôn. Chỉ có cách là mình đem cái loa đi xa tuốt luôn để nó mất cái Bluetooth của anh hàng xóm, sau đó mình mới lấy điện thoại để mình kết nối được. Đó, còn riêng dòng loa Boss Q5 này mình đang kết nối bởi điện thoại này mọi người nè, đang kết nối đó. Đây, rồi mình đang kết nối Bluetooth, mình chỉ cần nhấn nè, cái này đang tắt được mọi người nè, mình nhấn nhả ra một cái người để ý nè, cho mọi người thấy luôn cho nó thực tế. Q5 đã kết nối nha, mình nhấn nút tạm dừng nè, nhấn cái đó, nhả Bluetooth ra rồi mình sẽ lấy điện thoại này ở sát đây, nó sẽ ưu tiên điện thoại khác, mình nhấn vào là nó sẽ kết nối được. Còn nếu không thì chúng ta phải đem đi rất là xa nếu mà nhận dòng loa khác nhé. Và điều quan tâm thứ hai đó là dòng loa này sử dụng bằng nguồn 12V. Trước giờ mình chưa có mở được cái bên trong ra nên là mình nghĩ đó là bình ắc quy 12V, nhưng dòng loa này thì nó sử dụng pin 12V. Đó, nghĩa là cũng là 12V nhưng mà nó sử dụng pin giống như cái pin ở trong cục sạc dự phòng mình đó mọi người nè, nhưng mà nó cái nguồn nó là 12V nên chúng ta hoàn toàn có thể đem đi máy bay, đem đi nước ngoài được một cách rất là thoải mái. Cái thứ ba là mình khui cái này ra mọi người nè, mình không kéo ra được luôn tại vì cái bát nó quá to, cái củ từ nó quá to mọi người nè, nó to bằng cái loa luôn nên mình không thể nào kéo ra được hết. Đó, không kéo ra được luôn. Rồi đó, nên là tí mình gắn lại cho mọi người, mở bát cho mọi người xem nha. Rồi, phần thứ tư đó là đây là dòng loa karaoke mini nhỏ nhất. Mọi người chắc mọi người biết loa B88 rồi, cái này nó còn nhỏ hơn luôn. Đó, nhưng mà nó chỉnh được echo nè, chỉnh được delay, nó chỉnh được bass, nó chỉnh được chép, nó chỉnh được volume micro và nó chỉnh cả được âm lượng của micro luôn. Đó, đây là những điều đặc biệt nha. Rồi cũng có hiện chế độ pin là còn bao nhiêu phần trăm pin luôn nha. Đấy, rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gắn cái này lại, chúng ta test thử độ dập bass nó như thế nào nhé. Mọi người có hào hứng không ạ? Ai hào hứng cho mình một like nhé. Bắt đầu. Rồi. Rồi, mình sẽ test nhạc, sau đó mình sẽ test karaoke cho mọi người nghe luôn nha. Đã kết nối Q5 rồi. Mở bài nhạc bass chép này mọi người nè. Đấy. Âm lượng cao nhất của nó là 30. Bass lớn nhất của nó là 7, chép lớn nhất của nó là 7 luôn. Đó, mình sẽ mở âm lượng khoảng 20 trước nha. Vô. Đấy. Âm lượng 2/3 đó mọi người. Phòng trà để mọi người nghe thử nhé. Đây là một không gian vừa vừa thôi. Đấy, chúng ta nghe thử nhạc một phòng trà nó sẽ thể hiện như thế nào qua 6 cái loa nha. Đây. Quảng cáo. Rồi. Quảng cáo dữ quá. Vô nè.
xuất nguyên thuần nguyên chiếc tại Trung Quốc luôn. Người để ý nè, nhưng những cái nút này chúng ta nhìn chúng ta cũng rất khó sử dụng nên là mình sẽ chia sẻ đây luôn nha. Đầu tiên đó là volume, nguyên hàng trên mọi người là tăng, nguyên hàng dưới là giảm. Đầu tiên là volume, thứ hai là echo, thứ ba là delay, thứ tư là chat, thứ năm là bass, cái này là hiện chế độ pin rồi. Micro cao nhất đây, cao nhất là 16 đó mọi người, mà mình để khoảng 8 là mình hát được rồi. Rồi echo, echo cao nhất là 16, mình để khoảng 8 luôn. Delay cao nhất là khoảng 30 á mọi người, đó mình để khoảng 20 thôi. Rồi. Alo, 67. Alo, 1267. Alo, 1267. Nhìn cái bát này, có thể tới gần lại nè. Nãy giờ mình không ở nhà. Alo, 1267. Alo, 1267. Mình nhìn ở sau thôi coi. Alo, 1267. Ở sau thì chưa có mạnh. Đó, vậy là cái giải đó là giải trầm hơn đó mọi người. Cái này nó có đọc mà cái đó nó không đọc. Rồi, ca thử bài mọi người. Nghe bài xưa đi ha. Giọt lệ đài trang karaoke. Nghe thử nha. Giọt lệ đài trang. Vô. Alo. Alo. Alo, sao vậy? Alo. Giọng mình hơi trẻ nên là hát những cái bài này thì chắc chắn nó sẽ không được sâu lắng cũng như là từng trải như những cô chú anh chị đã trải qua. Nên là mình chỉ hát một khúc để mình nghe được cái chất âm của micro thôi nha. Chắc chắn những ai hát hay thì vô lo nó sẽ hay hơn mình rất là nhiều rồi. Ok, rất cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video. Nếu mọi người có những thắc mắc gì thì hãy bình luận bên dưới để cùng nhau chia sẻ cái quan điểm để xây dựng một cộng đồng audio nó nhiều màu sắc và đa dạng thôi nhé. Mọi người thấy video hay nhớ nhấn like. Và kênh cũng mới thành lập thôi, cũng khoảng hơn nửa tháng thôi. Mọi người thấy yêu quý nhớ nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.